với kênh YouTube của Noli. Trong video lần này, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn họa tiết ngoặc trước ngoặc sau để chúng ta ứng dụng vào các cái sản phẩm, ví dụ như là khăn này, chăn này. Ở đây thì các bạn có thể quan sát được là chúng ta đã sử dụng mũi ngoặc trước ngoặc sau làm cho bề mặt sản phẩm có họa tiết 3D như thế này. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với cuộn len đó. Chúng ta sẽ móc một hàng dây móc xích có công thức là số mũi chia cho 4 rồi chúng ta cộng thêm 1. Ví dụ ở đây mình muốn làm họa tiết 4 ô thì chúng ta sẽ lấy 4 nhân 4 bằng 16 cộng 1 là 17, sẽ ra được số dây mũi móc xích mà các bạn cần khởi tạo. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta móc xong được 17 mũi móc xích rồi thì các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi móc xích. Đây chính là chiều cao của mũi kép đơn. Chúng ta sẽ móc hàng đầu tiên là hàng mũi kép đơn. Tới hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 4 mũi ngoặc trước, 4 mũi ngoặc sau, 4 mũi ngoặc trước và 4 mũi ngoặc sau. Ở cuối hàng, chúng ta sẽ móc 1 mũi nửa kép. Sau đó thì lên 2 mũi móc xích rồi quay sản phẩm lại, móc tương tự liên tiếp như vậy là 3 hàng. Rồi chúng ta đổi họa tiết. Ví dụ ở đây là chúng ta móc họa tiết ngoặc trước thì ở khoảng tiếp theo chúng ta sẽ móc họa tiết ngoặc sau. Rồi lại họa tiết ngoặc trước, họa tiết ngoặc sau, cứ liên tiếp như vậy. Với móc khăn thì ở đây cái mẫu này rất là phù hợp để các bạn móc mẫu khăn nam. Còn với chăn thì khi mà móc mũi ngoặc trước ngoặc sau sẽ tạo cho cảm giác chăn được dày dặn hơn. Mặc dù là chúng ta sử dụng len sợi nhỏ nhưng mà bề mặt sản phẩm và cảm giác len nó sẽ dày dặn hơn là khi chúng ta móc mũi kép đơn bình thường. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào bắt đầu làm nhé. Đầu tiên các bạn sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc, đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Chúng ta sẽ xoay một vòng như thế này, quấn len qua tay, giữ lại bởi ngón giữa và ngón cái. Sau đó các bạn đâm kim vào vòng tròn. Chúng ta lấy len qua vòng tròn rồi thắt lại. Bây giờ các bạn sẽ gây cho mình là 17 mũi móc xích. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sau khi đã móc xong là 17 mũi móc xích, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình thêm là 2 mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi kép đơn. 1, 2. Bây giờ các bạn sẽ đếm từ kim móc. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ lấy len và đâm vào chân thứ 3 tính từ kim móc. Các bạn sẽ móc cho mình là 17 mũi kép đơn. Chúng ta đã được 1 mũi kép đơn. Bây giờ các bạn đâm vào chân thứ 2, móc cho mình mũi kép đơn thứ 2, lấy len, đâm vào chân thứ 3, lấy len, đâm xuống, đi qua 2 vòng tròn trên kim, đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Cứ lần lượt như vậy, các bạn sẽ móc hết hàng cho mình. Sau khi móc xong 17 mũi kép đơn, các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình là 2 mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi ghép đơn. Và quay sản phẩm lại. Các bạn để ý rằng là ở phần trên này là phần chân của các mũi móc, còn bên dưới là thân của mũi móc. Khi mà chúng ta móc ngoặc lên như thế này thì nó là mũi ngoặc trước, còn chúng ta đâm từ bên dưới kéo về đằng sau như thế này là mũi ngoặc sau. Các bạn sẽ lấy len này, chúng ta sẽ đâm kim từ bên dưới đâm lên, lấy phần thân của chân mũi đẩy ra phía trước, đây gọi là mũi ngoặc trước. Lấy len kéo qua phần thân, đi qua hai vòng tròn trên kim, lấy len đi hết qua hai vòng tròn trên kim. Như vậy là chúng ta đã được một mũi ngoặc trước đầu tiên. Ở 3 mũi tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi ngoặc trước. Chúng ta lấy len này, đâm vào thân của chân mũi thứ hai, kéo lên đi qua hai vòng tròn trên kim, đi qua hết hai vòng tròn trên kim. Tương tự với 2 mũi tiếp theo, chúng ta cũng móc như vậy. Các bạn lấy len này, đâm vào thân này, kéo lên đi qua hai vòng tròn trên kim, đi qua hết hai vòng tròn trên kim. Ở mũi thứ tư cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể nhận thấy là chúng ta móc mũi ngoặc trước thì làm cho cái bề mặt của sản phẩm nó được nhô lên phía trước như thế này. Sau khi móc xong 4 mũi ngoặc trước, các bạn lại tiếp tục lấy len móc cho mình 4 mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc sau thì sẽ được móc như sau. Chúng ta sẽ đâm kim từ phía sau của tấm móc này, kéo thân của chân mũi xuống. Các bạn sẽ đâm kim từ phía sau của chân móc, kéo thân của mũi móc xuống này. Sau đó chúng ta lấy len kéo qua, cũng đi qua hai vòng tròn trên kim và đi qua hết hai vòng tròn trên kim. Tiếp theo ở chân mũi thứ hai, ở trong 4 mũi ngoặc sau, các bạn cũng đưa kim từ phía sau của tấm móc, đẩy chân móc xuống, kéo qua, tiếp tục ở chân mũi thứ ba. Chân mũi thứ tư, tiếp theo các bạn lại tiếp tục móc cho mình 4 mũi ngoặc trước. Khi móc mũi ngoặc trước thì chúng ta sẽ cầm kim móc đặt ở phía trên tấm móc, đâm xuống dưới thân và đẩy thân của chân móc lên bên trên. Mình hướng dẫn rất là tỉ mỉ và chậm rãi để cho kể cả những bạn mà chưa hề biết đến mũi ngoặc trước ngoặc sau cũng có thể học được. Ngoài ra thì mình đã có video cụ thể và chi tiết hướng dẫn cách móc mũi ngoặc trước và mũi ngoặc sau. Mình sẽ để ở tại phần mô tả của video này. Các bạn có thể kích vào để xem chi tiết hơn nhé. Bốn mũi ngoặc trước thì chúng ta lại móc 4 mũi ngoặc sau. Tới cuối hàng, các bạn chú ý cho mình là sau khi chúng ta đã móc một mũi ngoặc sau cuối cùng rồi thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Chúng ta sẽ còn một cái dây xích như thế này nằm ở cuối. Các bạn sẽ đâm kim vào dây xích đó, lấy lên đi qua cả 3 vòng tròn trên kim là chúng ta đã hoàn thành xong được mũi nửa kép cuối cùng. Cái mũi này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái phần mép sản phẩm được thẳng. Tiếp theo thì ở hàng 2 hàng kế tiếp, chúng ta sẽ móc lặp lại công thức như vậy. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi móc xích, quay sản phẩm ngược lại. Ở đây các bạn thấy rằng là mũi cuối cùng chúng ta là móc mũi ngoặc sau. Thì khi quay sản phẩm lại, cái phần ngoặc sau này nó sẽ được nhô lên phía trên. Thì các bạn sẽ móc mũi ngoặc trước. Bây giờ chúng ta lấy lên này, đâm vào thân của chân móc, đẩy lên bên trên như thế này. Móc mũi đơn, móc mũi kép đơn đầu tiên, lấy lên, đâm vào thân, móc mũi kép đơn thứ 2, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi ngoặc sau bằng cách đâm kim từ phía sau, đẩy xuống. Một, hai, ba, bốn. Tới chân mũi cuối cùng, chúng ta sẽ lấy len và móc một mũi nửa kép. Kết thúc hàng. Các bạn móc cho mình là 1 hàng mũi kép đơn và 3 hàng mũi ngoặc trước, ngoặc sau như thế này. Thì chúng ta sẽ đổi họa tiết sang ngược lại. Bây giờ các bạn sẽ lấy lên 1, 2, sau đó chúng ta quay sản phẩm lại. Ở đây các bạn sẽ đổi họa tiết như sau. Ở phần trước này đang là mũi ngoặc trước, thì bây giờ các bạn sẽ móc thành mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc sau thì các bạn sẽ đâm kim từ đằng sau, kéo cái phần thân của mũi móc xuống, kéo lên lên, đi qua hai vòng tròn trên kim và đi qua hết hai vòng tròn trên kim. Tiếp tục lấy lên, đâm kim từ đằng sau, đẩy lên xuống, chúng ta được hai mũi. Ba mũi này. Bốn mũi. Như vậy là cái phần cạnh mũi này nó sẽ bị nằm ở phía sau, thay vì là nhô lên phía trước như thế này. Còn ở mũi ngoặc sau thì các bạn sẽ lại móc cho mình thành mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc trước thì các bạn chỉ cần đẩy cái kim lên phía bên trên của bề mặt sản phẩm, đâm vào thân của chân mũi, kéo lên, đi qua hai vòng tròn trên kim, đi qua hết hai vòng tròn trên kim, lấy lên, đặt kim ở phía trên bề mặt sản phẩm, đâm vào phần thân, đẩy lên phía trên, đi qua hai vòng tròn trên kim và đi qua hết hai vòng tròn trên kim. Tương tự như vậy, các bạn sẽ lặp lại cho mình tới hết hàng. Tới hàng mũi ngoặc sau, chúng ta lại để kim ở phía sau của thân của tấm móc, đâm kim từ phía dưới đâm lên, đẩy phần thân xuống, sau đó thì kéo lên lên, tới chân mắt cuối cùng. Chúng ta cũng sẽ đâm vào mũi móc như thế này, và móc cho mình một mũi nửa kép. Mình vừa móc thêm được là hai hàng nữa, gồm họa tiết 4 mũi ngoặc sau, 4 mũi ngoặc trước, 4 mũi ngoặc sau và 4 mũi ngoặc trước. Ngược với họa tiết bên dưới thì các bạn sẽ thấy là ở tấm móc đã hiện lên họa tiết 3D như thế này. Cái phần mũi ngoặc trước thì nó sẽ nổi lên phía bên trên, phần mũi ngoặc sau thì nó sẽ chìm xuống bên dưới. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Noli sẽ quay trở lại trong những video hay hơn và hấp dẫn hơn. Bye!